Thử đi Sapa 3 ngày 2 đêm mà tiêu xài tẹt ga thì sẽ hết bao nhiêu tiền? Cùng mình trải nghiệm thử nha. Đầu tiên là phương tiện di chuyển, mình chọn đi xe cabin giường nằm của hãng Interbus Line xuất phát từ Hà Nội. Nếu các bạn đi từ 10 giờ đêm thì tầm 5 giờ sáng là đến Sapa rồi nhé. Vì đợt này thì mình muốn chi tiêu tẹt ga nên mình có chọn ở tại căn phòng full kính cửa vịt Checking Hotel đang làm mưa làm gió trong thời gian hiện nay. Cả nhà nên chọn book combo gồm phòng view núi đẹp xỉu như này và xe giường nằm khứ hồi là chỉ 1.500.000 cho một người, đã đi kèm luôn ăn sáng tại nhà hàng thì sẽ tiết kiệm được một khoản lớn để vui chơi tại Sapa nè. Đến Sapa vào thời điểm hiện tại thì cả nhà có thể đi bản cát cát, vé vào cổng là 90k, cầu kính rồng mây thì 400k và vườn vô cực là 200 nè. Di chuyển tại Sapa thì cứ auto chọn xe máy giá 100k trên một ngày, giao nhận tận nơi, tính thêm 50k xăng nữa thì là hết ga hết số cho 3 ngày tại Sapa nhé. Vì cái mảng ăn ăn uống uống tại Sapa thì khá là đắt cho bạn nào chỉ đi một mình hoặc là đi hai người, còn nếu đi nhóm đông từ 4 người trở lên thì cũng chỉ tầm 300 cành cho một bữa no. Lên Sapa thì cứ gà bán lợn bán với cá tầm cá hồi mà chỉ nha các bác. Cộng thêm các khoản đi check-in lung tung, cà phê cà pháo và mua quà về nữa thì cũng chỉ tầm 5 tới 6 triệu cho một người là thoải mái con gà mái tại Sapa luôn rồi đó nè.